Sáng ngày 17 tháng 5, tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Hội luật gia tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Hội luật gia huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự có ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Hội luật gia huyện Tuyên Hóa, đại diện các ban, ngành, xã Thạch Hóa. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được đại diện Hội luật gia tỉnh Quảng Bình, Hội luật gia huyện truyền đạt 3 chuyên đề gồm một số nội dung và hình thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy định về tách thửa đất, một số điểm mới và quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của luật đất đai năm 2024. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên cập nhật kiến thức và bổ trợ những kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai và thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.